Chưa, em mới test mỗi một chiếc anh em nhé. Mới test một chiếc thôi đấy ạ. Tiếng đánh như quả bom. Tiếng tốt thật. Loa Butterly 12. Một trong những cái dòng loa phải nói là rất là hay. Em cung cấp năm 2017 2018. Em đang mơ đâu đây, mọi hình dung đã thân quen, ký ức ngọt ngào như giấc mơ. Bạn đánh kiếp thật. Khi anh đang yêu em. Ok. Nói chung là hàng ngon đúng không các bác? Thưa các bác của anh em xin được giới thiệu cực kỳ là ngắn gọn và cực kỳ đơn giản. Và để sẽ tiếp tục test một video nữa để các bác của anh em thẩm trải nghiệm, đánh giá và có nhu cầu mua sắm thì sẽ gọi điện cho em đúng không ạ? Tí nữa xong video này em sẽ test một lần nữa tất cả những chiếc loa B3 hàng bãi đang có trước mặt là nhỏ ở đây. Video trước thì em đã test sơ bộ rồi. Em sẽ test một video cụ thể nữa để các bác của anh em trải nghiệm đánh giá các bác nhé. Tất cả những cái model của B3 thì em đang có khoảng 90% đúng không ạ? Ví dụ như là có 100 mã thì em phải có 90 mã các bạn. Em chuyên những sản phẩm của B3 mà. Quay lại việc chính, em xin được bán một đôi loa duy nhất Bát 30. Các bác của anh em xem. Thì em cũng xin phép nói về nguồn gốc xuất xứ của đôi loa này luôn. Đôi loa này thì năm 2017 hoặc 2018 gì đó, nói chung là em không nhớ kỹ và chính chú khách hàng cũng không nhớ kỹ là mình mua năm nào vì nó quá lâu rồi. Ví dụ như mua 2020 hoặc 2021 thì nhớ ngay, đúng không ạ? Nhưng mà mua lâu quá chứ cũng không nhớ. Đôi loa Butterly, anh em nào đang sử dụng đôi loa này chắc chắn là sẽ gọi điện cho em chốt ngay. Vì có một cái thời gian có rất nhiều các anh em gọi điện cho em muốn sở hữu đôi loa Butterly này nhưng mà em không có các bạn. Đôi loa Butterly em bán cho chú quá lâu năm rồi mà em không nhớ là ngày xưa bán cho chú là 8 triệu hay là 9 triệu nữa. Nếu mà năm 2017-2018 mà đôi loa này với giá là khoảng 8 triệu hoặc 9 triệu là những đôi loa là phải đẹp đúng không bác? Chứ ngày đấy loa bãi thì nó cũng chỉ rơi vào tầm khoảng 10 triệu hoặc 9 triệu hoặc 8 triệu thôi đúng không ạ? Hôm nay thì cũng xin được báo cáo toàn thể các bác đúng không ạ? Em mua lại của chú đôi loa này và đổi cho chú một đôi loa xia các bác nhé. Đổi cho chú một đôi loa xia sử dụng bát tép Levosur từ Leo giá 25 triệu. Có nghĩa chú chuyển đôi loa này về để đổi cát các bác nhé. Đó. Thì em tính cho chú đôi loa này là 5 triệu đồng các bạn. Em tính chú là 5 triệu đồng. Thì các bác của anh em nhìn chất nhé. Chú cũng lớn tuổi rồi, cũng phải trên dưới 60 tuổi rồi. Em thấy chú dùng loa rất là giữ gìn các bác này. Những đôi loa hàng chuẩn từ những năm 2017-18 gì đó đến bây giờ các bác này. Đúng không ạ? Rất là đẹp các bác nhé. Mà lúc chú mua nó đã là loa bãi rồi đúng không ạ? Đấy, sau nhiều năm sử dụng em thấy là rất là đẹp các bác nhé. Thì thưa các bác của anh em, với quan điểm của em thì như thế này, nó rất là thật. Hàng bãi về thì giới thiệu đúng là hàng bãi về, còn hàng mua lại của các chú các anh em thì giới thiệu luôn hàng mua lại đúng không ạ? Đấy là cái quan điểm của em đúng không các bác? Đôi loa này em có một đôi duy nhất là sử dụng bát 30 từ 17 coi 7,6, tép từ 15 coi 4.4. anh em một lần nữa xem nhé. Để tép dòng tép này tiếng sáng luôn. Đây là bát. Và đời này em thấy là tiếng bát đánh rất là sâu các bác nhá, đánh rất là sâu đấy. Phân tần thì ối rồi ôi, nó khủng quá các bạn.
Ôi rồi ôi, hôm nay lại xanh nữa rồi. Đấy, rất khủng luôn. Đây, anh em xem nhé. Ok chưa? Đấy. Anh em xem đi ạ. Đúng không? Rất đẹp. Phân tần này, đúng không ạ? Mà lúc vừa em test âm là em chỉ test có một chiếc thôi, đúng không bác? Em test có một chiếc thôi, mà tí nó đánh đã hay như vậy rồi. Đó, butali xương nhôm đúc nguyên khối, xương trắng bốp các bạn này. Đấy, butali. Ok chưa anh em? Đúng không? Em không giới thiệu là quá là có nghĩa là sai về sản phẩm đúng không? Như những anh em khác là ví dụ như có mua được của các bác thì anh em giới thiệu đây là hàng bãi xịn bán 9 10 triệu hơn nữa là chuyện bình thường đúng không ạ? Như em lên thì quan điểm rõ ràng. Thôi thì các chú đã sử dụng mấy năm rồi, 5 6 năm, 4 5 năm rồi đúng không ạ? Thì các chú bán lại cho thì bây giờ là giá của nó phải rẻ đi, đúng không các bác? Đó, và khi em mua rẻ thì em giới thiệu đây là loa em mua của anh em người tiêu dùng. Chứ nếu giờ em bảo là cái loa này em nhập bãi về thì chắc mọi người cũng chả biết được đúng không ạ? Chỉ có một mình chú biết thôi, đúng không anh em? Đó, thì cũng báo cáo luôn với mọi người là cái loa này đúng không ạ? Là em mua của chú là 5 triệu đồng các bác nhá. Mua của chú là 5 triệu đồng. Thì em xin được chào bán tới các bác của anh em với giá là 6 triệu. Ok chưa? Em xin được chào bán tới các bác của anh em giá 6 triệu thì cái cơ hội mua cái đôi loa đẹp mà chất như thế này chỉ dành cho được một anh em thôi, là những người anh em thường xuyên theo dõi và tham khảo những sản phẩm trên kênh của em, đúng không ạ? Một đôi duy nhất 6 triệu đồng anh em nhé. Tại sao em bán 6 triệu đúng không ạ? Thì báo cáo toàn thể các bác là những sản phẩm chúng em mua là chúng em bán đấy ạ, ít nhất là phải hòa đấy, không thể phải lãi một chút. Có thể anh em sẽ đặt câu hỏi là tại sao là mua 5 triệu bán 6 triệu lại bán lãi như thế, sao không bán hộ đúng không ạ? Thì thưa các bác là chúng em còn có nhiều cái chi phí nên phải cộng thêm một chút vào. Trừ những đôi loa là nó xấu thì chúng em sẽ bán hộ thôi. Còn những đôi loa đẹp như đôi loa này thì chúng em phải cộng một chút để còn đóng hàng cho các bác của anh em đúng không ạ? Anh em thợ còn phải mở ra kiểm tra vệ sinh. Nói chung là các kiểu em cứ nói là em mua 5 triệu em bán 6 triệu, anh em là cảm thấy hợp lý, vừa tầm tiền thì là mình quất thôi, đúng không bác? Còn nếu để mà vừa lòng được tất cả mọi người thì em cũng không biết là sẽ phải làm như nào, đúng không ạ? Đấy, còn nếu để được vừa lòng mọi người chắc là mua 5 triệu phải bán 3 triệu thì tất cả mọi người mới vừa lòng, đúng không bác? Chỉ biết là đôi này rất chất nhá, để em sẽ cắm nghe tiếp tục nghe, đúng không ạ? Có 6 triệu thôi, một đôi full 30, đúng không ạ? Không mua được đâu ạ. Thực các bác là đôi loa này kể cả 9 triệu mua tốt luôn, đúng không ạ? Thời điểm bây giờ kể cả 9 triệu 10 triệu mua tốt luôn. Không có đâu ạ. 9 triệu 10 triệu mua tốt, anh em xem lại lần nữa nhá. Butali thép vẫn còn sáng bóng các bạn. Đó. Và cũng chẳng phải giấu gì các bác. Chú khách đúng không ạ? Hôm qua về nhà em thì loa chú trả về rồi, chú mua đôi xia. Đôi xia bass level sờ, đúng không ạ? Và đây ạ, chúng em đang chuẩn bị đây ạ. Chúng em đang chuẩn bị gửi chú bộ ngoài các bác nhé. Các bác của anh em xem bộ ngoài này. Chú mua từ năm 2017 hoặc 2018. Nói chung là chú cũng không nhớ các bạn. Thì quên, còn một chiếc vang nữa, nhưng em nghĩ là chiếc vang thì em bán cho anh em thì khả năng là hơi khó. Cũng báo cáo mọi người luôn là năm 2017 2018 là chú mua con vang GD Gutin mã số là KM5MX. Bây giờ chú đổi sang con KM320, là chú cũng lớn tuổi rồi, chú dùng con này rất là tốt các bạn. Đấy, trong đây là con nâng tiếng và chú mua thêm một con quản lý nguồn. Và hôm qua chú về cửa hàng em thì chú mua thêm một quả loa súp. Các bác của anh em thân mến, là quả súp audio phần nan nhé. Quả này em còn 3 quả, hôm nay em bán một quả, vậy là em còn 2 quả nữa. Súp audio phần nan, súp thùng gỗ rất là hay, bát 50 giá 8 triệu, rất hay anh em nhé, đúng không ạ? Rất hay, anh em có nhu cầu mua lô em, đúng không ạ? Audio phần nan còn 2 quả. Còn đôi loa xia thì báo cáo toàn thể các bác là hôm qua hai chú trở về luôn rồi. Hai chú trở đôi loa về luôn rồi. Bởi vì hôm qua là hai chú đi xe máy. Đấy, hôm nay thì là chú gửi đôi loa này về cho em, chú ở Quảng Ninh. Hình như ở Bãi Cháy thì phải. Hôm nay là chú gửi đôi loa này về cho em. Đấy. Ok chưa? Đây được gọi là nâng cấp lên đời các bác nhá. Ok, em cảm ơn các bác cùng mọi người. Anh em cùng mọi người liên hệ cho em sớm nhá để sử dụng đôi loa này. Em khẳng định là không có đôi loa thứ hai đâu ạ. Mà đôi loa này kể cả là 8 triệu, 9 triệu mua cũng tốt luôn. Ok, xin chào mọi người ạ.